Bà Nhân chưa bao giờ mời ai sang nhà uống nước. Ấy thế mà vào một buổi sáng đẹp trời, người phụ nữ này đã chủ động mời nhiều người đến xem chồng uống rượu say về nhà ngủ để che giấu tội ác. Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2016, ông Ngô Đức Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Lạc, sinh năm 1963, ngụ thôn Lâm Sơn. Người vợ đã ra tay đoạt mạng chồng rồi tạo hiện trường giả, hòng qua mắt cơ quan chức năng. Theo đó, vào sáng ngày 29 tháng 7, bà Nguyễn Thị Nhân sinh năm 1962, vợ ông Lạc, chủ động mời một số người hàng xóm sang nhà mình chơi sau khi chồng đi làm đồng về. Lúc này, nhiều người hàng xóm cảm thấy lạ bởi lâu nay bà Nhân vốn ít tiếp xúc với mọi người, chưa từng chủ động mời ai vào nhà bao giờ. Tuy vậy, vốn tính nể nang nên nhiều người cũng đến chơi. Khi bước vào nhà, thấy ông Lạc đang nằm trên giường thì bà Nhân chủ động cất lời giới thiệu do chồng mình tối qua đi uống rượu say nên giờ về vẫn còn ngủ. Nói đoạn, bà Nhân chủ động đến lay chồng dậy thì phát hiện thân thể ông Lạc đã cứng đơ lạnh toát, kiểm tra thấy ngừng thở. Bà Nhân vội òa khóc thảm thiết, cho rằng chồng mình uống rượu say bị trúng gió nên đã tử vong, một người hàng xóm của nạn nhân kể lại. Sáng ngày 30 tháng 7, thi thể ông Lạc được đưa ra nghĩa trang địa phương mai táng. Tuy nhiên, sau đó từ một nguồn tin của một số người thân trong gia đình về những dấu hiệu bất thường xuất hiện trên người nạn nhân như vết tím tái ở chân và tay như bị trói, phía sau đầu bị móp nên đã làm đơn gửi cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ. Sáng ngày 2 tháng 8, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật mộ ông Lạc để khám nghiệm tử thi. Biết mình không thể che giấu được tội ác nên bà Nhân đã chủ động đến trụ sở công an huyện Dương Đức để đầu thú. Lời khai ban đầu cho thấy bà Nhân đã dùng điện dí vào người chồng cho đến khi nạn nhân tắt thở mới dừng tay. Hiện nay hồ sơ vụ án đã được bàn giao cho công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra.